Bên nhau đoàn đông giới thiệu đến các bác một lô loa bookshelf của Nhật Bản. Gồm có 4 đôi. Ở đây cửa hàng tôi bày ra đây 4 đôi. Đôi dưới cùng là Victor Zezo 5, đôi này tôi bán giá 3,2 triệu. Còn đôi Pioneer CS03 giá 4,5 triệu. Còn hai đôi hai bên này giá độc giá 4 triệu đồng. Một đôi là Victor SX500 và một đôi là Onkyo 213A. Đôi này khá nổi tiếng trên thị trường, 213A như là SX500 này. Đôi loa dưới nó làm kiểu cách rất là độc đáo luôn. Tôi sẽ có video test riêng cho từng đôi loa một. Loa này thì nó có cái chụp ở loa bát đây, phải đã cạy ra, thủ gỗ lại màu vàng sang trọng. Hai đôi bên phải là 4 triệu đồng, còn đôi Pioneer 4,5 triệu, đôi dưới cùng ôn kia Victor Zezo 5, 3,2 triệu đồng. Xin chào, hẹn gặp lại.